Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn khán giả thân mến Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình Trong ngày hôm nay 15 tháng 9 năm 2024 Những cặp đấu của giải bóng truyền U23 quốc gia cũng đã khép lại Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại kết quả của các trận đấu đã qua Cũng như lịch thi đấu của ngày 16 tháng 9 nha Và mình là Long Thể Thao Rất mong các bạn hãy để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh nha và ngay bây giờ sẽ là kết quả thi đấu của giải bóng truyền U23 quốc gia 2024, ngày thi đấu 15 tháng 9. Cụ thể tỷ số của các trận đấu như sau. Ở nội dung dành cho Nam, câu lạc bộ Hà Nội với câu lạc bộ Quảng Nam đã công hiến cho người xem những trận đấu vô cùng hay và câu lạc bộ Quảng Nam đã có chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó, ở nội dung dành cho nữ, câu lạc bộ VTB Bình Điền Long An có cuộc tiếp đón câu lạc bộ binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và có thể nói rằng hai đội bóng này đã cống hiến cho người xem một mặt rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn và binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước là những cô gái xuất sắc hơn khi đã lội ngược dòng với tỷ số 3-2. Trong khi đó, ở nội dung dành cho nam, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục để thua trận đấu tiếp theo trước câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 3-1. Ở nội dung nữ, câu lạc bộ U23 nữ Hải Dương sẽ tiếp đón một đối thủ rất là mạnh U23 nữ Việt Tim và nếu không có gì thay đổi thì câu lạc bộ nữ Việt Tim sẽ có chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ nữ Hải Dương. Trong khi đó, Trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu 15 tháng 9 hôm nay sẽ là cuộc tiếp đón giữa câu lạc bộ Biên Phòng với câu lạc bộ Ninh Bình. Xét về tổng quan thì hai đội này vô cùng ngang ngửa nhau, nhưng Biên Phòng là những chàng trai sẽ được đánh giá cao hơn và mình dự đoán rằng câu lạc bộ Biên Phòng sẽ có chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Ninh Bình. Và ngay bây giờ sẽ là lịch thi đấu của ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng 16 tháng 9 như sau. Lịch thi đấu của giải bóng chuyền U23 quốc gia 2024, ngày thi đấu 16 tháng 9. Ở nội dung dành cho nam sẽ là cuộc tiếp đón giữa câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với câu lạc bộ Thể công Tân Cảng. Và rõ ràng thì câu lạc bộ Thể công Tân Cảng như nhà đương kim vô địch của giải đấu sẽ được đánh giá cao hơn và chiến thắng sẽ thuộc về Thể công Tân Cảng. Trong khi đó, ở nội dung dành cho nữ, Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ có cuộc tiếp đón với câu lạc bộ Hà Nội. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ và mình sẽ dự đoán giữa câu lạc bộ hóa chất đức giang sẽ có chiến thắng trước câu lạc bộ hà nội trong khi đó ở nội dung dành cho nam câu lạc bộ hà nội sẽ có cuộc tiếp đón câu lạc bộ ninh bình trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ và không có gì bất ngờ thì ninh bình sẽ có chiến thắng trước câu lạc bộ hà nội ở nội dung dành cho nữ sẽ là cuộc tiếp đón giữa câu lạc bộ Thái Nguyên và câu lạc bộ Quảng Ninh. Chúng ta biết rằng câu lạc bộ Thái Nguyên đã gây bất ngờ khi có chiến thắng 3-1 trước một đội bóng rất là mạnh Việt Tim Banh. Với phong độ đó thì mình dự đoán rằng Thái Nguyên sẽ có chiến thắng dễ dàng trước câu lạc bộ Quảng Ninh. Trong khi đó ở nội dung dành cho nam, Câu lạc bộ Biên Phòng sẽ tiếp đón một câu lạc bộ được xem là yếu nhất của bảng đấu, đó là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và không có gì bất ngờ thì câu lạc bộ Biên Phòng sẽ có chiến thắng dễ dàng trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là lịch thi đấu của ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng giải vô địch quốc gia U23 năm 2024. Bạn cổ vũ cho đội bóng nào và bạn yêu thích đội bóng nào? Hãy đưa ra cái quan điểm của bạn phía dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì Long Thể Thao cũng xin gửi lời chào tạm biệt và xin được hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.